Lukaku, Zidane, Golden Rookie, số chung với vị trí cả là 67, mức lương 5, cao 1m83, cân nặng 77 kg, thể bình, chân thuận trái 3 và phải 5, sinh năm 1998. Các Zidane là con trai của huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane, một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất của tuyển Pháp khi mà vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Cùng với đó, người cha của Lukaku Zidane là Zidane cũng đã đặt vô số danh hiệu La Liga cũng như Champions League của Real Madrid. Mùa giải Golden Rookie là mùa giải rất hay của Lukaku Zidane. Chúng ta có thể nhìn bộ chỉ số của anh thấp, nhưng ta phải chú ý rằng đây là một thủ môn và cũng thấp nằm chắc rồi. Ta sẽ thôi xem là những mạnh các Zidane là gì. Môn này có điểm mạnh nhất đó là khả năng đổi người, sau đó là khả năng bắt bóng, đó là khả năng phát bóng, chọn vị trí và phản xạ là tương đối đồng đều nhau. Tụ thủ môn này thì các bạn đang ép lên thiện 5. Tại tôi đang 6 của anh. Bộ chỉ số này tương đối là tốt. Trong nghiệp cầu thủ của mình thì các Zidane đào tạo và huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid và đào tạo trứ danh. Anh trải qua các đội C, B và được đồn lên đội hình chính của Real. Và cha của anh là huấn luyện viên Zidane dắt Madrid. Trong thực tế thì Lukaku Zidane ít khi có cơ hội được bắt chính cho câu lạc bộ Real Madrid. Tuy nhiên trong game thì đối với những huấn luyện viên yêu tìm Real Madrid, chúng ta có thể sử dụng Lukaku Zidane như một phương án rất tốt. Khi anh được boost tem và tăng những khả năng của mình. Để nói về Lukaku Zidane thì chúng ta có thể hình dung đến một trong những thủ thành huyền thoại của câu lạc bộ Real Madrid. Đó chính là thánh Iker Casillas. Khi mà thể hình của Lukaku Zidane với thánh Iker có sự đồng đều. Chiều cao của thánh Iker là 1m85 và chiều cao của Lukaku Zidane là 1m83. Chính vì vậy, không có lợi thế về hình chiều cao ở vị trí thủ môn. Nhưng cả Lukaku Zidane lẫn thánh Iker đều sở hữu một khả năng phản xạ và đấm bóng rất xuất sắc. Cùng với đó là khả năng bật nhảy của Lukaku Zidane cũng là khá ấn tượng. Điều đấy cũng làm hạn chế đi điểm về thể hình của anh. Được cả sau khi trải nghiệm Lukaku Zidane trận đấu xếp hạng thì thấy rằng thủ môn này ngoài khả năng phản xạ và đấm bóng tốt ra, anh còn có khả năng dùng chân cản phá rất tốt. Và việc lựa chọn Lukaku Zidane cũng là một phương án rất an toàn tầm ở thủ môn các huấn luyện viên.
Rồi mà là một tình huống dứt điểm của Rô Béo và Lucas Zidane đã trần để cản phá. Cũng đá bồi thì bóng đã vào lưới. Khả năng phát bóng của các Zidane cũng cao xa. Đối chính xác. Việc Zidane có những thủ thành chất lượng là điều cho các Zidane nhiều cơ hội để bắt chính. Thần nhưng anh vẫn đang là một trong những đào tạo Real Madrid. Vì thế, nếu như nỗ lực tập luyện thì rất có thể trong một ngày không xa gì Lukaku sẽ có cơ hội thường xuyên ra sân hơn. Bằng chuyền bóng bằng chân của các Zidane cũng rất tốt. Bàn thắng tối đơn giản dễ dàng và một cách ăn mừng rất CR7. Bóng đi cực hiểm. CR7 một góc là một ST rất đáng dùng. Một góc không hoàn toàn phế như chúng ta đã nghĩ. Ít nhất họ của cóc vẫn đưa đến những pháp và sự đàn có ba con trai và cả ba đều theo nghiệp đá. Và các đàn đầu của Zinedine Zidane. Zidane đã rất công trong việc huấn luyện cầu thủ Real Madrid. Với thời đại dẫn dắt của Zidane thì Madrid đã có tới 4 chức vô địch Champions League. Điều đó đã thể hiện được rằng Zidane cha về rất đáng dắt cây kiên trắng. Và niềm tự hào của Zidane đó là những đứa con trai của mình rất đam mê bóng đá và cũng đang nối nghiệp cha đại của mình. Con của đều có tố chất quá nổi bật, vì thế còn rất nhiều thời gian truyền nhân của Zidane hoàn thiện mình. Như đã nói, với khả năng phản xạ xuất sắc của mình, các Zidane là một chọn rất yên tâm cho trí thủ môn
anh không có nổi bật, không quá xuất sắc nhưng mỗi khi được trao cơ hội bắt tròn vai và cũng có những tình cảm phá vô cùng xuất thần. Thằng đấm bóng tối tốt cho nên bóng bổng đối với các Zidane cũng không phải là một vấn đề quá phức tạp. Năng phản xạ tốt thì xuất điểm bóng xa thì Zidane đổi người rất nhanh. Mười gôn thì tôi có thể chấm Lukaku Zidane và dứt điểm của đạo. Nhìn chúng ta có thể thấy được khả năng phản xạ và độ đàn cũng rất nhanh, tất nhiên là sải tay không dài là một từ mới để chạm tới bóng. Ta đang có dấu hiệu cáp đây là tình huống một pha đánh đầu rất mạnh của cô béo tại TT. Matip